Thời gian giải lao đã hết, bắt đầu vào set 2. Chào mừng quý vị và các bạn đã trở lại với set thi đấu thứ hai. Trận bóng chuyền hơi nữ diễn ra giữa đội nữ Chi Lăng và đội nữ Cao Lộc. Trận đấu nằm trong khuôn khổ giải bóng chuyền hơi Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Lạng Sơn lần thứ 9 năm 2022. Kết thúc đấu đầu tiên, các cô gái Cao Lộc đã giành chiến thắng trước Chi Lăng với điểm số là 21-19. Và lúc này thì hai đội đã trở lại sân và chuẩn bị bước vào set đấu thứ hai. Các vận động viên Chi Lăng trong trang phục áo màu đen gần màn ảnh chúng ta đang theo dõi. Bên kia sân là đội Cao Lộc và trận đấu đã bắt đầu. Cú sút 1 Chi Lăng vừa tung ra cú dứt điểm khá mạnh nhưng Cao Lộc cũng đã phòng thủ kịp thời. Cao Lộc đã đưa ra một tình huống đập bóng dù không khó nhưng bóng đã chạm tay của Chi Lăng đi ra ngoài và điểm cho Cao Lộc là 1-0. Vậy là set đấu đầu tiên thì Cao Lộc là đội chiến thắng và chúng ta hy vọng là set đấu này thì Chi Lăng sẽ lấy lại được thế trận mình. 1-1. Điểm số này đã là 1-1. Như ở trận đấu đầu tiên, chúng tôi đã nói rằng phía Chi Lăng có chủ công số 1, có khả năng dứt điểm tốt. Hy vọng ở trận đấu này, các cô gái Chi Lăng sẽ phát huy được lợi thế của mình. Điểm cho Chi Lăng 2-1. Và xử lý khéo léo của số 1 Chi Lăng. Lâm Tông Bình 3-1. Cứu đi. Điểm số lúc này thì đã là 3-1 rồi. Hy vọng là Chi Lăng sẽ thi đấu tốt để đưa các cô gái của Cao Lộc tăng sức đấu của bạn. Bóng rất mạnh phải lại xác định bóng ra đi ngoài sân. Điểm cho Cao Lộc 2-3. Bóng dành cho Cao Lộc và điểm số là 2-3. Một tình huống bám chắn kịp thời của các cô gái Cao Lộc. Điểm số cân đều là 3-3. Diễn biến của set đấu thứ hai mặc dù mới chỉ là những điểm số đầu tiên nhưng chúng ta cũng dễ dàng nhận thấy trận đấu ra ngoài mất. Trận đấu thứ hai này sôi động hơn rất nhiều so với trận đấu đầu tiên. 4-3. Trận đấu đang được diễn ra tại nhà thi đấu thể dục thể thao tỉnh Lạng Sơn. Và ta đang được theo dõi đây là trận tứ kết. Bóng chưa qua lưới. Điểm số Chi Lăng. Điểm cho Chi Lăng 4-4. Điểm trên sân hiện nay đang cho hai đội là 4-4 thưa quý vị. Bay vào, bắt tay vào. Bè nó đập có ấy đâu mà không cần bè đâu. Quả bóng rất mạnh của trụ công số 1 Chi Lăng. Và Cao Lộc phòng thủ, những phòng thủ đã không thành công. Chi Lăng 5-4. Cao Lộc xin hội ý. Sau pha bóng vừa rồi thì các cô gái Cao Lộc đã phải xin hội ý lần đầu tiên ở set đấu thứ hai. Thưa quý vị, nếu như quý vị yêu thích môn bóng chuyền hơi cũng như các môn thể thao, hãy vui lòng đăng ký đối với kênh
để nhận báo khi các trận đấu được đăng tải. Và nếu như địa phương của các quý vị và các bạn có giải đấu trong các khu vực trong các tỉnh thuộc khu vực phía Bắc thì hãy liên hệ với chủ kênh qua số điện thoại cũng như Zalo là số 0962 96866. Mình sẽ đến ghi hình để phục vụ giải đấu. Xin được cảm ơn rất nhiều. Cứ bình tĩnh thôi. Đã trở lại sân và trận đấu tiếp tục. Đã thổi còi bắt lỗi nữ vận động viên Chi Lăng. Lỗi tấn công và tấn công phạm luật. Không được úp thế. Bóng đi ra ngoài. Tay rồi. Và tay rồi. Bóng chạm tay, xác định bóng chạm tay. Sáu đều phải không? Sáu năm. Một điểm số nữa cho Chi Lăng. Điểm số là 7-5. Chi Lăng. Của chú công số 1 Chi Lăng nhưng tiếc rằng là bóng lại không thể qua lưới. Điểm cho Cao Lộc 6-7. Điểm ra cho Cao Lộc 6, Chi Lăng 7. Rất tốt. Đó là tình huống tấn công của chú công số 1 Chi Lăng. Điểm cho Chi Lăng 8-6. Điểm số là 8-6. Vâng, không phải nghiễm nhiên mà ban tổ chức đánh giá cao cô gái số 1 của Chi Lăng. Nữ vận động viên sinh năm 2001. Hiện nay đang là năm thứ 3 của Đại học Thăng Long. Đập bóng không qua lưới, điểm cho Chi Lăng 9-6. Vận động viên cũng đã thắng nhiều giải đấu ở các địa phương cũng như giải đấu của trường. Và không ít lần giành những giải thưởng là vận động viên tiêu biểu. Hôm nay cô đến với giải đấu được ban tổ chức cũng đánh giá rất cao. Hiện nay vai trò chủ công của đội. Hy vọng là Chi Lăng sẽ giành chiến thắng ở trận đấu thứ hai và đưa Cao Lộc sang trận đấu thứ 7. 16. Có vẻ như là đi ra ngoài rồi. Vâng, cứ xác là như vậy. Bóng ngoài sân. Cao Lộc đã giành lại quyền phát bóng và điểm số là 7-10. Một phòng thủ của các cô gái Cao Lộc. Rất hay. Vâng, rất tuyệt vời là nỗ lực phòng thủ của Cao Lộc trong pha bóng vừa rồi. Lưới nhưng trọng tài bóng đi ra ngoài. Một tình huống rằng co quyết liệt và kéo dài. Và cuối cùng điểm trong pha bóng vừa rồi thuộc về Chi Lăng. Điểm số là 11-7. 11-7 rồi cả nhà nhá. Tim đập thình thịch. Bóng điểm trực tiếp của đội Chi Lăng. Điểm số 12-7. Cao Lộc xin nào. Cao Lộc lại xin hội ý rồi. Đuổi về bây giờ đi nhá.
Thưa quý vị, là ở giải đấu này ban tổ chức có 6 bộ huy chương và chia đều cho hai nội dung bóng chuyền hay nam và bóng chuyền hay nữ. Ngoài ra thì còn có giải phụ của các nội dung như là vận động viên tiêu biểu và các nội dung khác. Tình tiếp cái chỉ đạo thì loạn hay cả lên. Hòa đi. Hòa mới thích. Hết thời gian hội ý. Vâng, xếp 2, mình đang dẫn điểm rồi. Vậy là hai đội đã trở lại sân và Chi Lăng sẽ đội phát bóng điểm số 12-7. Tức là bóng lại đi ra ngoài. Trọng tài cho rằng là bóng ra ngoài sân. Số 1 Chi Lăng có một pha bóng đập rất mạnh nhưng trọng tài xác định bóng ra ngoài sân. Pha bóng này thì điểm số vẫn được mà. Chúng ta chỉ để quyết định của trọng tài. Điểm vẫn thuộc về đội trọng Cao Lộc. Không công nhận quả đó. Và điểm số là 9-12. Điểm cho Cao Lộc 9-12. Bóng tốt. Điểm cho Chi Lăng 13-9. Tuyệt vời. Phương Thủy tuyệt vời. Điểm cho Chi Lăng 13-9. Úi dồi ôi, tay đông quá. Qua lưới. Tôi bạn là học bóng. Điểm số cho Chi Lăng. Điểm cho Chi Lăng 14-9. Cố lên. Đánh cắt ra. Đấy, nó hất thế thì lại vẫn công nhận đó. Điểm cho Chi Lăng. Tập trung. Cao Lộc đã đưa bóng trở lại sân. Vẫn là một cái củ tay khéo léo của chủ công số 1 Chi Lăng. Càng đánh càng hay. Càng đánh càng hay. Các con ơi, càng đánh càng hay các con ạ. Phát bóng luôn, phát bóng luôn. Cho nó thoải mái, càng đánh càng hay mà. Để nó tự tin. Không sao. Cao Lộc tập bóng đi ra ngoài. Điểm cho Chi Lăng. Điểm cho Chi Lăng 16-9. Vâng, lúc này là những lợi thế nhất định dành cho những Chi Lăng. Họ đang có lợi thế dẫn trước 7 điểm. Hy vọng đây là một cơ hội lớn để Chi Lăng vươn lên giành chiến thắng ở set đấu thứ hai. Của chủ công số 1 Chi Lăng. Bóng đã chạm tay trắng của đội Cao Lộc đi ra ngoài sân và Chi Lăng có điểm số thứ 17. Ôi giời ơi, Trang. Bóc lót kịp thời của số 9. Giật cả mình. Đội Chi Lăng.
qua lưới. Đập bóng qua lưới. Số 8. Điểm cho Cao Lộc 10-17. Không sao. Điểm số cho Cao Lộc. Làm lại Thúy ơi. 10-17. Bóng ở trong sân. Điểm Thúy Lan 10. Số 1 thì Thúy Lan tiếp tục ghi điểm. 3 điểm đã là 18-10. Bóng có vẻ như đã đi ra ngoài sân, nhưng Cao Lộc đã cố gắng cứu bóng trở lại và pha bóng đó đã tình cơ ghi điểm cho đội Chi Lăng. Điểm số Chi Lăng đã là 19-10. Cơ hội rất lớn cho Chi Lăng ở trận đấu này vươn lên giành chiến thắng. Rất hay. Tình huống đập bóng tốt của thủ công số 1 Chi Lăng và những pha phòng thủ kịp thời của cô gái Cao Lộc. Và cuối cùng chuỗi giao tranh vừa rồi cũng đã kết thúc và điểm số thuộc về Chi Lăng 20-10. 20-10. Một quả nữa rồi. Cơ hội số 8 hôm nay tỏa sáng. Cơ hội hoàn toàn là thuộc về đội Chi Lăng. Giống như một tình huống bốc bóng. Vâng, quả nhiên là như vậy. Tài xác định lỗi dính bóng của Cao Lộc. Và Chi Lăng, các cô gái Chi Lăng đã giành chiến thắng ở set đấu thứ hai. Một điểm số khá lớn, khoảng cách là 11 điểm. Điểm số chiến thắng ở set đấu này với Chi Lăng là 21-10. Một diễn biến hoàn toàn thuận lợi cho các cô gái Chi Lăng. Sau đây thì hai đội sẽ tiến hành đổi sân và bước sang set đấu thứ ba, một set đấu quyết định. Giành quyền, đội nào giành chiến thắng thì đội đó sẽ giành quyền vào trận đánh trận bán kết. Vâng, cảm ơn cả nhà nhá. Tuyệt vời, càng đánh càng hay cả nhà. Quyết định thì quý vị hãy cùng tiếp tục đón xem ở video sau. Cảm ơn mọi người đã theo dõi diễn biến của trận đấu này. Xin kính chào và hẹn gặp lại.